Hey, chào mừng bạn đã đến với khóa học. Đây là bài học số 2. Nếu bạn đã vào khóa học, tôi tin chắc rằng bạn là một người mong muốn kinh doanh online thành công giống như tôi. Và bạn là một người vượt trội so với những người khác. Tôi tin điều đó. Nếu những điều xảy ra với mình trong kinh doanh là mình phải hành động. Nếu mình không hành động thì mãi mãi mình vẫn chỉ ở chỗ cũ. Và bạn đã vào khóa học này, tôi đánh giá cao bản thân bạn là bạn đã hành động. Ok, thì bài học này chúng tôi sẽ bắt đầu nói về những cái mà bạn phải chuẩn bị cho khóa học. Ok, thứ nhất là ta sẽ bàn đến cần chuẩn bị gì trước khi làm website. Đấy, cái điều này rất là quan trọng. Nếu bạn làm website mà bạn không có những công cụ để làm thì nó rất là khó, nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Và video này mình sẽ chỉ cho các bạn điều đó. Thứ nhất này, trước khi làm website thì bạn ít nhất là phải có một cái thẻ Visa hoặc là Mastercard. Có rất là nhiều người nói là ồ, cái này rất là khó, rất là nhiều người ngại để đi làm, nhưng mà mình nghĩ ấy, là bắt buộc bạn phải có một thẻ Visa nếu sau này bạn phải dùng cho việc kinh doanh online của mình. Bây giờ bạn làm website nhé, sau này chắc chắn bạn phải cần những cái thẻ Visa hoặc Mastercard để thanh toán online trên website của bạn, nên bạn bắt buộc là phải có một cái thẻ Visa hoặc Mastercard. Có thể bạn nói là ồ, thế làm đâu nhỉ? Đấy, thì bây giờ đây là câu trả lời này. Các bạn vào ngân hàng ACB, đây là ngân hàng bây giờ người ta làm nó cực kỳ là nhanh. Bạn qua ngân hàng ACB ấy, thì các bạn chỉ cần nói anh ơi, em muốn làm cái thẻ Mastercard hoặc là em muốn làm cái thẻ Visa để thanh toán online quốc tế, thì các anh nó hiểu ngay, các anh nó sẽ làm cái trang cho bạn. Các anh sẽ làm cái thẻ cho bạn. Cái này ấy, thì nếu mà các bạn thành phố thì nó sẽ có ngân hàng ACB, nhưng mà nếu các bạn ở miền núi ấy, như là mình ở Sapa ấy, thì trước kia là mình đi làm thẻ ở ngân hàng BIDV, nhưng mà ngân hàng BIDV người ta làm nó các bạn phải đợi tầm khoảng 1 đến 2 tuần thì các bạn mới lấy được, bởi vì bên đó người ta phải gửi ra chỗ khác làm để nó sẽ lâu hơn. Nhưng các bạn hoặc là nếu mà các bạn ở ở huyện ấy thì các bạn vào tỉnh, vào vào thẳng tỉnh luôn để làm ấy, thì cái này cũng rất là nhanh. Vào thẳng tỉnh làm thì các bạn chỉ cần đợi tầm khoảng 30 phút đến 1 tiếng là được. Cái giá cả thì nó rơi tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 100 nghìn thôi, thì người ta làm rất là nhanh. Ok, hai cái điều nó rất là quan trọng này, hai cái điều cực kỳ quan trọng. Khi mà các bạn làm xong thẻ thì các bạn nhỡ là bảo các anh như này này, đăng ký tin nhắn là gì? Là khi mà các bạn đăng ký tin nhắn ấy, thì khi mà tiền của các bạn bị trừ hoặc là khi người ta gửi một cái mã xác nhận đến gửi một số tiền đến thẻ của bạn thì bạn sẽ thấy được sẽ có tin nhắn báo về bạn. Như là bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cái này, nhưng mà mình nói là khi mà mình làm website ấy, thì nó sẽ bên công ty hosting người ta sẽ cần mình phải xác nhận cái mã số mà người ta gửi đến số điện thoại của mình. Đấy, thì cái này là cực kỳ quan trọng, nên các bạn phải nhớ là bảo các anh đấy là đăng ký tin nhắn nhé. Cái thứ hai là sau khi làm xong ấy thì các bạn phải nạp ngay 2 triệu vào thẻ. 2 triệu vào thẻ để làm gì? Thứ nhất là mình sẽ được mua hosting này. Thứ hai là mình mua domain này. Hai cái này là cái sống còn của website, nên các bạn phải nạp ít nhất là 2 triệu vào thẻ nhé. Ok, thì trong bài này ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn hai công cụ nó cực kỳ là hữu ích. Các bạn phải nhớ hai cái công cụ này cực kỳ hữu ích. Mình mày mò trong vòng 2 năm thì mình mới thấy được trong vòng 2 năm. Ở cái đầu tiên lại là
Cái đầu tiên gọi là Color Delight thì cái này mình mò 2 năm, còn cái này Color Adobe ấy, cái này là mình mò 3 năm. Thì 3 năm mình mới biết cái công cụ này. Thì hai cái này là mình sẽ hướng dẫn các bạn cài những cái tiện ích này để phục vụ cho việc thiết kế website của các bạn nhanh hơn. Ok, sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái đầu tiên, gọi là cái đầu tiên là ColorZilla. Ok, các bạn nhìn vào màn hình ấy, các bạn nhìn vào màn hình thì các bạn nhìn vào màn hình ấy thì các bạn nhớ đúng gõ đúng cái chữ này nhé. Có thể là mình sẽ để trong đâu đó trên đấy ấy, nhưng mà nếu mà các bạn thấy không có ấy, thì các bạn nhớ viết đúng cái chữ này nhé, viết đúng cái này này. Các bạn ở đây là mình làm xong sẵn rồi, mình chỉ cần copy thôi. Còn các bạn viết là ColorZilla nhé, các bạn vào Google này, mở cái tab mới này. Để mình sẽ viết nhé, color gì lại enter. Đây, khi mà các bạn vào color gì lại thì đây có cái đầu tiên đấy, các bạn click vào cái đầu tiên. Khi click vào cái đầu tiên ấy thì đây thì là cái cửa hàng của Google Chrome nó xuất hiện, thì các bạn vào đây. Đấy, cái trang này là để giúp mình lấy màu sắc của website, để mình chỉ cần copy và paste, cái này nó cực kỳ là nhanh. Lát nữa và bài tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn điều đó. Đấy, các bạn nhấn khi vào đây thì các bạn nhấn cái chỗ thêm vào Google Chrome này nhé. Nếu mà các bạn dùng Firefox thì nó vẫn thế, nhưng mà mình dùng Google Chrome thì mình nhấn vào đây. Thì nhưng mà cái này ấy, mình cũng khuyên là các bạn nên dùng Google Chrome, vì Google Chrome bây giờ nó cực kỳ hiệu quả, và sau này mình làm website thì mình SEO nhiều nhất trên Google. Đấy, thì các bạn nhấn vào thêm vào Google Chrome, click. Đó. Ok, khi vào đây ấy, thì người ta bảo là có add không, các bạn nhấn vào add extension. Ok, khi mà add extension ấy, thì nó sẽ các bạn nhìn vào cái góc này này, cái góc này nó sẽ có một cái bút, mình sẽ đưa nó lên trên. Các bạn còn đưa nhá, của các bạn ấy thì mình như cái này ấy, thì mình đưa nó lên trên này để các bạn thấy thôi. Đấy, đây có một cái bút này, cái này có tên là ColorZilla này này. Đấy, cái này là nó dùng để lấy màu. Mình ví dụ này, các bạn click vào cái ColorZilla, click vào cái bút này này, click. Sau đó khi các bạn trỏ chuột ra bất kỳ đâu đó ấy, ví dụ mình trỏ chuột ra màu đỏ, màu này đi, mình click thì nó sẽ có màu. Nhưng cái này là nó đang lỗi một chút, đánh lại này, click vào color gì là này. Đấy, khi các bạn gì nhé, các bạn thấy không ạ? Đấy, khi các bạn thấy không ạ, ở trên này có một cái thanh công cụ này, khi mình di vào màu đỏ thì nó sẽ là đỏ, khi mình di là màu cam thì nó sẽ có màu cam này. Đấy, khi mình di vào màu trắng nó sẽ màu trắng, khi di màu xanh dương nó sẽ màu xanh dương này. Đấy, thì cái công cụ này lát nữa mình sẽ bài tiếp theo trước cái web thì mình sẽ chỉ cho các bạn nó làm. Ok, này cái này mình tắt tạm thời này, tắt hai cái tab này đi. Sau đó cài cái công cụ tiếp theo này là Color Adobe. Đấy, Color Adobe. Sau đó các bạn ấn Enter. Khi các bạn ấn Enter ấy, thì là cái đầu tiên, các bạn click vào cái đầu tiên, click vào nó. Ok, khi các bạn click vào nó ấy, thì nó đưa các bạn đến thẳng cái trang web này. Nhiều khi là nó yêu cầu phải đăng nhập nhé, thì các bạn phải đăng nhập. Nhưng mà đây thì đây là mình đã vào mấy lần rồi thì nó không cần phải đăng nhập nữa. Đấy, khi vào đây ấy, thì đây là một công cụ nó cực kỳ hữu ích, giúp các bạn chọn màu website để dễ nhìn. Đấy, thứ nhất này, các bạn ví dụ như các bạn thích màu xanh dương chẳng hạn, các bạn thích màu xanh dương nhé, thì các bạn di vào màu xanh dương này,
Đấy. Khi mà vào màu xanh dương thì các bạn thấy này, các bạn thích là màu xanh dương đúng không? Thì nó sẽ giới thiệu là à nếu mà mày thích màu xanh dương ấy thì những cái màu khác là những cái màu mà dễ nhìn cùng với cái màu xanh dương này, hoặc là nếu mà các bạn thích cái màu 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 như màu hồng này thì nó sẽ giới thiệu thêm là nếu mà mày thích dùng màu hồng thì mày sẽ dùng cái màu khác này, những cái màu này, màu xanh này, màu đấy, những cái màu xanh dương này đấy cùng với cái này. Hoặc là ví dụ các bạn lấy màu xanh đi. Đấy. Thì ví dụ là các bạn lấy màu xanh chẳng, thì đây nó giới thiệu này bạn, nếu mà lấy màu xanh thì mình lấy thêm những cái màu khác này. Đấy, mình sẽ lấy thêm cái màu khác. Đây có mình cái này là rất là quan trọng. Đây cái này là cái cốt này, cái này cái mã cốt của cái màu này, cái này là cái mã cốt của cái màu trên này, cái dưới này là cái mã cốt của cái màu trên này. Đấy, những cái khác là tương tự như thế. Thì khi mình làm ấy thì mình sẽ biết là à mình thích cái màu nào. Đấy, ví dụ mình thích cái màu này thì mình chỉ cần copy nó và paste vào trên website là sẽ có dạng màu như này. Còn những cái màu nó sẽ để những cái khác còn lại thì nó mình sẽ đưa vào những cái chỗ nó khác nhau trong website. Đấy, hai cái này là cực kỳ quan trọng. Ok. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn những cái cần thiết để các bạn làm website rồi. Nhưng các bạn phải nhớ là phải nhớ là đi làm ngay cho mình cái thẻ trước khi xem những cái video tiếp theo nhé. Và mà bây giờ ấy phải thực hành luôn hai cái công cụ này. Phải thực hành luôn hai cái công cụ này để tải ngay về máy Google Chrome để các bạn sử dụng nó và đi làm ngay cái thẻ Visa hoặc là Mastercard và nạp 2 triệu. Khi nạp 2 triệu nhớ là bảo người ta đăng ký tin nhắn này. Sau đó đấy, đăng ký tin nhắn mà nạp 2 triệu. Nhớ là vào ngân hàng ACB nhé. Nếu mà các bạn vào BIDV thì nó sẽ khá là lâu. Nếu mà ở huyện các bạn không có BICB, các bạn vào thẳng tỉnh để làm. Ok, mình sẽ gặp các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào.